Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành YC đây và chúng ta hôm nay sẽ chơi một cái tựa game mang tên là Zombie Defensor, cái gì đó thủ thành anh em ạ. Theo phong cách đó chính là sử dụng siêu anh hùng này, thần Thor này, xong rồi bắn lửa, bắn súng này, nói chung là nhiều lắm anh em ạ. Vãi lều mình sắp đai rồi kìa. Từ từ mình bắn con boss này đã, con boss này khỏe quá. Nào, bố Thor. Chúng ta đang có mấy cái skill này, không biết là sử dụng như cái kiểu gì đây. Skill này chỉ có duy nhất là một cái skill mà ta có thể dùng được thôi, bên này này. Đấy. Cái này làm gì nhá? Not enough game này, không đủ game anh em. Chúng ta giết được con boss trước cả này. Ui ôi, nó khỏe quá, nó khỏe quá. Rồi, ok, chúng ta đã tiêu diệt được rồi anh em ơi. Đây là màn mở đầu à? Đây là màn mở đầu hay là cái gì đấy mà sao không có tiếng nhỉ? Game này không có tiếng à? Vãi lều luôn ạ, game không có tiếng ạ. Mình không hiểu sao game này nó không có tiếng. Ok ok, mình sẽ để tên của chúng ta là Thành EJ nhá. Link tải mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả và phần comment cho anh em có thể tải về nha anh em. Rồi, Thành EJ. Rồi đấy, confirm. Ô, có tiếng Việt này. What? Có cả tiếng Việt anh em ạ. Chào mừng bạn đến với Zombie War. Ok. Ấn bắt đầu để vào trận thôi anh em. Game này nó còn không méo có tiếng ở ngắm bắn anh em ạ. Oh. Mới level đầu thì nó sẽ có cái nỏ này anh em nhé. Xong dần dần sẽ được nâng cấp lên đấy. Auto và chúng ta có phần auto này. Hay phết nhở. Mình thích kiểu này anh em ạ. Mình khá thích kiểu bắn kiểu này. Bấm vào đây để kích hoạt kỹ năng của Barista. Bắn liên hoàn ạ. Ui, Barista là một cái nỏ anh em ạ. Nỏ thần. Ok. Chưa giết hết được đâu anh em. Nhờn này anh em ơi. Rồi, chúng ta đã xong rồi đấy. Chúng ta cho thêm một tướng gì đó này rồi này. Cái này như mình đã mốt rồi anh em ạ. Mình có thằng mới anh em ạ, Dan Ton. Mình có thằng Dan Ton ở đây. Không biết là thằng này nó có khỏe hay không nữa. Chúng ta cùng thử xem. Đấy, thằng Dan Ton này nó sẽ bắn hộ mình luôn anh em ơi. Auto luôn đấy. Ném cái lựu đạn vào cái vị trí này. Hay nhờ, hay. Mình thấy cái skill này hay đấy anh em. Vào đây bạn ơi, vào đây. Rõ ràng game này đã được mốt được bạn nhỉ? Tại sao là mình vẫn chưa thấy là được mốt à? Bắn xịt nhiều ấy. Cái này sẽ mất năng lượng nha anh em. Bên cạnh nó sẽ có một cái thanh gọi là thanh mana gì đấy. Nhưng mà tại sao game này nó không có tiếng nhỉ? Tôi thấy quái lạ là tại sao game này nó không có tiếng ta? Không hiểu luôn ạ. Chúng ta thêm tướng mới này. Ôi, lắm tướng này. Anh hùng Pavel đã tham gia đội hình của chúng ta. Bạn cần nâng cấp Thành để mở khóa vị trí cho anh ấy. Nó sẽ nâng cấp cái Thành của chúng ta lên nhé. Đấy. Ok, chúng ta nâng cấp thì vàng tăng lên này đúng không? Chúc mừng bạn thêm được một vị trí anh hùng nữa anh em nhá. Mình thấy trong này nó có nhiều cái anh hùng khác nhau ấy. Mình thấy thích kiểu đấy anh em ạ. Đấy, cảnh sát trưởng. Mình thấy có cả thần Thor, xong rồi cả Doctor Strange các thứ cơ anh em ạ, nhìn hay phết. Các bạn vào đấy, các bạn liệu rằng các bạn có thể là mà đánh được chúng tôi hay không? Các bạn xem lại mặt hàng chưa? Làm sao mà các bạn nó bắn chúng tôi được? Ôi, nhìn đông dã man luôn anh em. Thằng kia nó có một cái skill gì đó ném chai lửa. Hay. Hay thật, được đấy, ném chai lửa sẽ không thể nào mà vào được chỗ chúng ta nhá. Không thể vào được cái chỗ phần trung tâm này. Đăng nhập hàng ngày sẽ nhận vàng. Ok chưa? Chúng ta có nhiệm vụ nhận luôn. Nhận thêm phần thưởng chiến dịch anh em ơi. Mở hòm nào. Không cần đâu, không cần phải xem quảng cáo đâu. Chúng ta vàng rất nhiều anh em nha. Sticker không cần. Cái này không cần. Gói ưu đãi, gói giá trị này. Cái vấn đề mua bằng tiền à? Làm sao mà có Razin thần xét được nhỉ? Đấy, chúng ta có cái gì đấy? Thần lửa này, tiên này. Nói chung có nhiều nhân vật lắm để chúng ta có thể lựa chọn anh em. Gói giới hạn, quà hàng ngày, gói ưu đãi. Đấy, tất cả nhân vật anh em, mảnh nhân vật, mảnh siêu anh hùng kìa. Mở khóa chiến dịch 1.1 à? Ok, chúng ta sẽ nâng cấp lên nha nhỉ. Tôi nâng cấp lên thì tiền tự động tăng lên này. Ngon vãi lều anh em. Đấy, chưa? năng lượng tối đa để nâng cấp cái tường thành của chúng ta, nó sẽ trâu hơn đấy, kiểu kiểu dạng như vậy. Mở khóa kỹ năng hồi năng lượng, chúng ta cần thăng đến cấp độ 25 thì chúng ta mới có thể nâng cấp tiếp được cái này anh em. Hoàn thành một chiến dịch 1 trên 10 thì mới có thể nâng được nhá. Pháo này, thăng cấp này, thoải mái đi. Nhưng chúng ta không có mảnh để tiến hóa anh em ạ. Và chúng ta đang cấp độ SSR, anh hùng cũng vậy này. Không biết là lấy cái mảnh của cái thằng thần Thor ở đâu ra. Ui rồi, Doctor Strange, Joker, Mina, Heramis, Valero, thằng ấy, anh Tiên đấy, Joker này, hỏi Joker anh em ơi. Đây, Tritiana Rumble, đẹp đấy, nhân vật trong nhiều nhân vật hay hay là mình thích kiểu này đấy. Đi nào anh em, tiếp tục có chuyến nào. Nét này của mình bây giờ mạnh dã man rồi. Chứ cái tường thành của mình bây giờ khỏe hè. Bọn này không vào được đâu. Mấy cái bọn chó sói, chó săn này không vào được. Nhân vật mới thì mình sẽ sở hữu được thôi, nhưng mà có lẽ tôi phải cần cày mảnh anh em ạ. Có lẽ phải cần cày mảnh thì mới có thể tiến hóa được. Chúng ta sẽ để một cái hàng lửa đây nhá. Giết hết bọn này, bọn nó có ý định vào ta sẽ giết hết luôn. Auto 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 auto, để auto luôn. Đơn giản à? Đơn giản đã rổ không anh em? Cho ăn nâng cấp cái tường thành rồi nên nó rất là trâu. Cái này cái gì ấy? Hồi máu à? Cái này hồi máu cho tường thành anh em ạ. Cho được thêm 3 game. Cứ đi thôi. Bây giờ hiện tại cũng chưa có cái mảnh của bọn kia nên cũng chưa thể làm gì được anh em. Chúng ta cần phải đợi thôi. Để auto đi. Auto tự động nó bắn mà. À, đây mới auto chứ. Đấy. Mình không cần phải ấn đâu anh em ạ. Game này hay phết, nó giống như kiểu game idol ấy, game tự động đánh ấy. Nó sẽ là kiểu kiểu dạng như vậy. Rồi, chúng ta sẽ ném cái lửa trước. Xong rồi ném quả lựu đạn. Cái lửa hay thật, nó sẽ làm cản đường cả cái bọn kia đi anh em ạ. Chó này, mấy con chó zombie anh em ơi. Chúng ta vẫn còn sức mạnh đến từ cái nỏ. Wow, khỏe thế nhờ. Khỏe hơn rồi đấy, trâu hơn rồi đấy anh em ạ. Cái này sẽ hồi mana này cho chúng ta. Ui rồi tí thì đài, tí thì tèo em anh em. Sợ đấy, sợ đấy, sợ đấy, sợ đấy. Tăng trưởng tháng, cái này phải mua. Thành viên cao cấp. Khu vực chết chóc, cái này phải chơi lại à? Cái này thì mình cũng không quá hiểu cái phần này lắm. Cái này khi mà nó đánh sẽ được tăng dần dần lên, nâng cấp. Đây, thăng cấp thôi anh em ạ. Chúng ta chỉ cần lên cấp được cái này cho nó khỏe khỏe thôi. Tấn công thôi. Đây, chứ làm sao mà tiến hóa được. Tôi chưa biết sẽ tiến hóa được kiểu gì. Chơi thử á. Chơi thử Joker á. Ui, Joker phi bài như thế này thì đỡ thế nào được anh em. Ui, Joker khỏe lắm anh em ạ. Phi bài này nó bá vãi. Nó thủ này thì không ai có thể đỡ được luôn ạ. Ok, chúng ta sẽ chơi về sảnh đi. Nhiệm vụ thì chưa có nhiệm vụ mới. Boss mở khóa, cái này phải mở khóa chiến dịch 2 chấm cơ thì mình bắt đầu mở khóa được những cái thứ mới. Hiện tại chúng ta vẫn chưa nâng cấp được. Hiện tại thì tôi vẫn chưa nâng cấp được nhá, cho cứ đợi thôi. Chúng ta sẽ cho một cái cuồng lửa đi. Có một con zombie khá to bên này. Chúng ta nên cho sát vào bọn này ấy, thì nó sẽ tốt hơn không? Bắn liên hoàn, ném bom này anh em. Ôi trời, ném bom xịt rồi. Ném bom vào những cái chỗ này thì tèo rồi. Ui trời ơi. Đỡ hộ tôi cái, đỡ hộ chúng tôi cái. Well, 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 well man. Hay thật. Wow, wow. Khỏe nhờ, khỏe nhờ, khỏe thật. Nào, tôi sẽ để một cái bức tường lửa ở phía trước nhá. Xong rồi tôi sẽ ném cái này phát. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với cái sảnh tiếp theo của chúng ta bên này. Ở bên này ta sẽ có cái giới hạn là tăng trưởng của tháng à. Mình đang ở cửa 1 chấm mấy đấy, 1.7 à? Vòng quay may mắn, bảng xếp hạng, xong rồi nhiều thứ khác nữa. Chị game này thì cũng khá hay, khá là hay anh em ạ. Tức là chúng ta khỏe quá rồi. Bây giờ tôi chỉ có không hiểu là cách kiếm mảnh kiểu gì thôi. Mình đang hơi kiểu bó tay về cách kiếm mảnh thôi anh em ạ. Chứ game này thì mình thấy đánh rất là vui luôn. Nó khác là nó sẽ không thủ theo cái màn hình ngang mà nó sẽ thủ theo màn hình dọc anh em ạ. Game nó khá là lạ. Thật ra thì mình cũng chưa từng chơi một cái kiểu thể loại game thủ thành theo cái kiểu màn hình dọc như thế này bao giờ cả. Rất ít khi luôn ấy. Từ từ bạn ơi, nhưng mà chơi màn hình ngang thì mình thấy nó đẹp và thích hơn đấy. Nhưng mà nó sẽ không tiện, nó sẽ không chơi theo kiểu là một tay được, phải chơi theo hai tay. Đốt lửa anh em ơi. Ui trời. Khỏe thật sự luôn. Từ chiêu anh em bắn xuyên tâm ở bên này thì nó bá như thế nào luôn đấy. Cực bá luôn, cực kỳ là bá đạo. Và rồi thì chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào và lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Bye bye. Tôi không cái hòm nhỏ bên này cũng được anh em nhỉ. Không đến nỗi là quá tệ cho lắm.